Bây giờ đi qua quận 2 chơi nè. Đằng sau lưng mình là nguyên một cái thành phố quận nhất ở đằng sau lưng. Thành phố buổi chiều cực kỳ đẹp luôn này, mọi người nhìn nè, nói đẹp không? Rồi bây giờ đi qua bờ sông Sài Gòn coi nha. Rồi đó, cái cầu gì vậy? Rồi đi nha. Mẹ mày đưa mặt mày lên coi đi. Bây giờ quẹo vô nha. Ôi mọi người không quẹo. Rồi quẹo lại. Rồi mình sẽ đi vô khu quận 2, nhìn về phía quận nhất. Công viên quận 2. Ok. Chào ấy đi. Các đừng chào nha gái. Wow.
rồi. Đào chạy giải với lại siro sữa, siro dâu, dừa chát. Ờ, cho luôn trái dừa luôn đi. Trái dừa luôn. Đừng 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 có bỏ đường, bỏ muối gì nha. Không, em bán dừa thôi chứ không có bỏ đường muối, có không lạnh. Ờ, à, dạ, đúng rồi, có cạo cái ấy à. Dạ không, là không kịp anh. Ok rồi, rồi vậy đi. Vậy hai trái dừa thôi. Ừ. Còn hai bé có uống chị? Uống gì? Uống gì con? Cái trà đào. Dạ, một trà đào. Nói anh kìa. Gì? Milo dặm là cái gì? Dạ là Milo, cái thịt trái cây đồ mình bỏ vô mình quậy mình dặm ra chứ lại đá. Ờ. Milo dặm. Một Milo dầm, một trà đào, hai trái dừa. Rồi. Bây giờ mấy anh chị muốn ăn cái gì? Ở đây á thì em chỉ có bán nước thôi. Còn muốn ăn đồ nướng em chở ra ngoài mua. Em bảo em chở ra ngoài mua kìa, mực nướng, chân gà nướng gì đó. Rồi ok, giờ chị có muốn ăn cái đó không? À, ăn ok em chở đi, rồi đi. Em bán cái đó ngoài. Chứ trong đây bán nước không ạ? Chị có ăn không? Ăn chứ. Ok chở đi. Ok. Thì trao cháu mốt luôn ha em. Dạ đúng rồi. Nhiêu tiền tất cả? Cái này 85 nghìn đó. Tất cả hả? Dạ. Ok. Ăn kiến chị 70. Ờ, 4 ly nước 85 nghìn. Còn nếu mà qua bên kia á, ngồi vô á thì là một ly khoảng 75 nghìn. Cái này 25 nè, hai cái 50 nè. 50. Cái kia cái 20 này 15 nữa là 85. Ok, cái này là hai trái dừa, cái kia là thạch phải không? Còn cái này là cái gì? Thạch Milo gì đó không biết. Ok. Này Milo dầm, còn cái này trà đào, thạch trà đào. Ok, gió mát hả? Phơi phới luôn. Trời ơi, cờ đỏ phơi vàng tung bay luôn nè. Quạt tủ đi. Lấy em một phần quạt tủ đi. Một phần bạch tuộc mang đi nha. Khá đã luôn, khỏi nghi ngút luôn. Bạch tuộc. À, có mề gà. Có mề gà. Có mề gà nữa. Mề gà nữa. Phần lấy, lấy 3 cặp chân gà với lấy... Lấy 3 cặp chân nữa nha. Này là bạch tuộc á hả? Không anh, đó là ba rọi á. Ba rọi heo á hả? Dạ, ba rọi heo á, có mỡ, có da, có nạc. Thấy nhìn giống như bao tử vậy nè. Không phải, ba rọi. Rồi lấy cái đủ chưa? Rồi lấy ba tôm với lại cái gà. Rồi ba tôm với ba cặp chung mang đi. Chấm này. Ba loại nước chấm đã không? Muối ớt. Cái vàng vàng này là cái gì vậy? Chao. Ai chao? Mò với vú. À chao. Chao là ăn bò nè. À, 120.000 phần chị. 120.000 thật không chữ hả? Mấy lạng hả? Đó cũng dạng 400 lạng vậy á. Đó đã luôn. Bạch tuộc nướng. Bạch tuộc nướng. Hù nhìn cái ớt thấy đã kìa. Quá đã luôn, khó nghi ngút. Em mang đi là nhiều đúng không anh? Cũng vậy chị. Con là người ta dành thời gian ở đây tự ăn ở đây, nó nóng nó ngon hơn. Còn mang đi thì mang gần chứ mang xa thì. Ủa ăn đây là người ta có nhậu đây em ta. Dắt nước ngọt không? Không đâu có nhậu đây. Đó, có bia nước ngọt đầy đủ. À có bia nữa. Vậy là mua 1-2 lon bia. Đây rồi, bán nhiêu lon à?
Dạ 18 ngàn. Phần vú luôn. Phần vú này đi luôn nha. Cho chị review thử miếng. Review thử miếng à. Đây là bạch tuộc nướng sao thế? Bây giờ là đồ đúng không? Cái này khỏi chấm luôn. 150 ngàn một phần khoảng 4 lạng. Nhìn nước chấm này đã nè. Cái nào của nó, đồ tươi thì nó. Chứ giờ bán 150 ngàn một tống ra cũng có đồ bán vậy thì chị ăn đó, đó, đồ em chưng cái phòng chị thấy phải chấm. Hình như nguyên cái đường này chỉ có quán mình đây bán thôi phải không Nam? Nãy đi kiếm vòng vòng ở dưới kia nó bán trứng với lại ấy mà. Quá đã luôn. Này tối ra đây nhậu được á. Ảnh quay phim phải không? Ảnh gì mới hôm qua một miếng nữa nè. Trời đâu luôn. Đấy. Thôi thử miếng này coi. Quá, ngon quá. Ý là nguội rồi nha, cho nếu nó nóng lên thì anh ăn cảm giác. Đúng ra đây mà không có mưa ngồi nhậu hay được. Ngon quá. Đây, cái phần này bạch tuộc với lại vú nướng xong rồi nãy đã. Vú nướng chao. Chao không thấy ớt nha. Giờ tới phần trứng gà. Quá dữ. Thì gà đây hả chị? Thì đúng chỗ rồi đó. Ngày nướng mấy trăm ký hả? Vài chục ký. Vài chục ký, tất cả luôn á hả? Tại sao nướng đó tao chị? Để em giảm lửa cho đôi này chín từ từ nó ngon á chị. À nó cháy lửa ngọn là thua phải không? Không, nó là mình giảm nhiệt. Đó là hả? Nướng là cái ký mật mà. Ở đây đông nhất là ngày nào chị chắc thứ bảy chủ nhật hả? Có loại một phần như là nhiêu? 200 chị. Thôi mua lon bia. Mua lon bia. Quán này thì nếu mà ăn review đồ này cái nọ thì ngày nào trời nắng là ra cũng đông rồi. Vậy hôm nay là đông rồi đó. Hôm nay trong kia đông quá trời luôn. Vậy kia đông quá trời. Ở đây thì xong á, người ta ngồi uống nước nó đông. Ủa quán mình kêu là cái gì ta? Quán nướng 78 bạch tuộc mực lá chân gà mì gà đem nướng nhìn đối diện qua bên trung tâm nhất à hay ngồi nhậu là được á quá đã đâu có người mang dao lên đúng không dạ không chịu thì thứ nhất là nó ngon thứ hai nữa là mình làm mà cái nướng này là phải không ngon wow bỏ đá vô nè đã ngon luôn. Rồi, thử thêm miếng ba loại nè, dụ nè. Ông chủ này ông dụ ăn thêm miếng ba loại nữa. Dạ nghe chị. Hồi nãy ăn mực rồi phải không? Ăn ba loại. Hồi nãy lấy thêm một đây uống thôi. Cái nước cái nãy kêu tùm lum này là biết là nãy kêu bia rồi. 315 với 18. 333. Wow, đã không? Nướng mà đứng ăn ngoài trời luôn à. À. Ăn em ăn cái ba loại được không? Được được. Không. Ngon quá. Ngon không? Thơm quá. 333. Tươi á. Ba hầu nó sườn. Ăn kiểu giống như thịt nướng không? Em thử cái trò này. Thịt người ta làm hôi lắm, không phải như mình đâu. Có chuyện chấm sao. Giảm đi. Ba loại. Rồi. Làm chỉ nửa phần ba loại nha. Ủa bây giờ mới bắt đầu nướng ba loại hả? Bây giờ chưa chín mà. Đây, một cái. Thấy con bạch tuộc cao không? Nó tươi chưa? Đó hả chưa? Ở chợ mua là ủa mấy cái này mình ướp gì vậy? Ướp dạ. Cái nghệ hả? Nghệ hả? Wow, phải dữ không? Nhìn quá hấp dẫn luôn. Cái này khỏi mà đi Vũng Tàu, cuối tuần ra đây được rồi. Vũng Tàu không có hàng này ăn. Khách của em đi ra Vũng Tàu là giờ này là kêu trời luôn, ăn không được. Cái gì hả? Dạ. Chị là như ở Cam Ranh Khánh Hòa vậy hả? Dạ, em lấy hàng ở quê vô đây bán luôn á. Là ở Cam Ranh đó hả? Ở Phú Yên hả? À, Phú Yên hả? Một ba loại một em ăn đi. Thôi xong rồi, đi nhậu thôi. À, đã không? Anh em nào mà có qua quận 2 ngồi uống nhớ ghé quán gì quán nướng 78 không? Cá chắc chắn còn
bạch tuộc. Có cơm đồ. Bạch tuộc. Ui bạch tuộc con rất thích. Chân dạ. Ui chân gà nướng. Đó là cơm à. Cái này là cơm à. À. Chiếu xuống đừng chiếu ngang. Rồi. Bà đã không? Đúng heo nướng. Rồi, để nghe em vô. Con lông bia. Đây là thịt heo nướng. Wow. Chân gà nướng. Trộn lại luôn. Đó. Qua đây. Đây là lông bia. Trộn cái này qua đây. Cái gà chồng qua đây cho nó đều nhau. À đúng rồi đó. Đó nước chấm, nước chấm. Nước chấm đậu. Sốt sệt. Khoai cái này 2 chén nữa. Đây là muối ớt xanh. Ra hết luôn sao? Dào. Dào. Mỗi phần để cái nha. Ok. Đã không? Cái đó là nước chấm gì? Đó là chao, chấm như dê. Hay là chao? Đó là chao á. Bia là 18 ngàn lon. Rẻ. Rẻ không bán 18 ngàn. Bán ngay gốc luôn rồi, còn gì nữa. Người ta bán 18 ngàn là gốc hả? Ừ, giá vốn có 14 ngàn à. 14 ngàn, chỉ là 4 ngàn chứ. Nhưng mà em vô tiệm á là, em vô tiệm là nó tới mấy chục mà. Ồ, ngon chưa? Muối ớt. Rồi, để biết làm muối ớt. Muối tiêu chanh. Quá trời. Có cái bọc sốt nữa không? Nó còn một bọc nữa. Một bọc muối tiêu chanh. Ơ, một bọc kia. Ai kia gì chăm? Rồi, đây là cái lon bia nè, thấy chưa? Để qua đây luôn. Cái dừa này để bên kia, chút uống sao? Đưa cái ly này qua đây, để ăn uống. Đây là buổi tối luôn. Rồi, ăn đi. Thôi nãy giờ tổng điện thoại là 5 chai. 5 chai. Rồi mình ăn thử cái này trước coi. Bỏ mấy cái khác khác thôi nha. Cắm cái này coi. Ok đi nha. Thử coi. Đây cái này là dưa chua ăn với bạch tuộc. Ừ, ngon lắm. Ngon không? Ừ. Nãy ăn thử ngon lắm luôn. Mẹ thì mẹ nghiện cái này. Sao rồi Bin, ăn cái gì sao? Ăn là ăn gì vậy? Chân gà ngon lắm luôn á. Ngon cực kỳ. Gà chấm gì vậy? Chấm muối ớt ra chanh thôi. Chân gà nướng. Quá ngon hả? Ngon lắm. Còn gì ăn? Ăn được tuột. Tuột. Tô lá mà tuột. Đây, một thử một miếng vú dê kìa, vú heo. Giống như đi nhậu vậy. Vô trong bàn nhậu gọi cái gì này cũng như tiền đặt. 150. Đây bán 120 thôi. Nói chung là nó bán đồ ngon cho nên không có rẻ được. Vui heo làm ngon lắm. Ok. Không có rẻ được. A kia 115. A kia 115. Thử một cái không? Ba loại nữa không? Ba loại nữa. Nãy ngoài thử rồi, về thử nữa. Chấm này ngon. Không nên ăn thường xuyên. Ăn thêm miếng không? Dưa heo không? Mỗi ngày gì vậy? Nhà ngon đi ha. Thơm ngon. Ngon lắm luôn á. Chúng ta sẽ nằm trong top món hay không không? Đi đi nhà ai nó khui giùm. Con khui chồng. Ôi, nó nghệ sĩ nó tôi có một tay một kìa. Được không? Được không? Đây. Biết tay nha. Trời ơi, em kêu. Đi ra. Uống vô cho đỡ khác nữa rồi. Thơm không? Hôm nay cả tuần đi nhậu kế bờ sông. Cách bờ sông mà hai bước. Hai bước chân. Kinh trời là đầy sao luôn. Hai bước chân là đụng nước. Nay nước lên. Có. Bây giờ vô đi.
đủ một lon thôi chứ về mà con hỏi 1,5 triệu thôi mà. Ở khu cảnh bên ngoài đây. Sao trên. Vô. Tân. Cái đường nhỏ. Em phải quay cái bóng nó xuống. Cái bóng đèn nó đổ xuống. Nhớ ăn chân gà không? Ngon quá trời. Thử lại cái gọi bạch tuộc này cái coi. Bạch tuộc mấy giờ? Ừ. Cắm với muối đi. Ăn vài bạch hết. Ngon quá. Nói chung thơm mà giòn. Nhà hàng đầy sao, quận 2.